Rác ở đây là cái gì? Đây là anh trưởng đoàn Nguyễn Xuân Bình, trưởng đoàn. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn đồng chí. Đây là anh Nguyễn Đăng Mạnh, phó đoàn. Đây là vợ của phó đoàn. Vợ của phó đoàn. Phu nhân. À, phu nhân đi cùng. Phu nhân đi cùng sát tùng của phó đoàn. Đây là con của phó đoàn. Trưởng. Cán bộ đường lối. Đây là người chuyên gia xe và trẻ con. Đây là trợ lý của bác Kỳ. Thư ký của bác Kỳ là gì nhỉ? Maria. À, còn đây nữa, ôi giời. Nguyễn Nam Giang, đẹp. Cháu đẹp lắm, ôi ơi. Còn đây là gì nhỉ? Đây là Phạm Thị Minh Chip. Còn đây là Nguyễn Văn. À đúng rồi, Chip này. Nguyễn Văn Chip. Chip này. Kia là siêu trưởng đoàn. Siêu trưởng đoàn. Phải quay ngang, quay ngửa, quay các tư thế. Phạm Thị Hồng. Còn đây à? Ai, ai đây nhỉ? Ai đấy? Người chuyên gia bị xe bà. Con của chị. Con thư ký. Trợ lý của trợ lý. Đúng rồi, đúng rồi, trợ lý của chị Lý. Còn đây là à, cháu Minh Nhí là Nguyễn Đồng Nhung. Minh Nhí là được giải đồng. Huy chương đồng à? Đông Nam Á về cờ. Nhưng mà không thắng được em. Biết. Thế còn hai anh áo đỏ kia là hai anh là đại kiện dưỡng chơi tay. Một anh là gì nhỉ? Anh Sơn hay khóc này. Sơn Hiếu hay cười này. Anh Hiếu đúng rồi, cười rồi. Thì cười nào. Đặc sản của Sơn Hiếu là cười. Còn đây đặc sản này là đặc sản gì nhỉ? Trên ăn đòn. Mếu. Không, đặc sản này là đặc sản ăn. Ăn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Với cả bơi nữa. Với cả bơi nữa. Cháu bơi giỏi. À, tổng kết đấy, tổng kết đấy. Rồi, xong. Rồi, rồi tắt đi, tắt đi. Tắt em chẳng biết tắt đâu. À, rồi, cảm ơn. Em là tại chỗ. À, đây, 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 bác Bình. Có hôm bác là bạn thật được. XM12. Có hôm bác là màu thật. Bác hay là màu thật. Làm bằng cái này á? Minh Đức đang xem danh sách. Ở đây tối nhỉ? À đúng rồi, đây là đang vừa trời đang chuẩn về tối. Con ngồi chỗ đấy. À con ngồi chỗ đấy đẹp hơn à? Ở trong đây nó khác ở nhà mọi người. Đúng không? Mình là muốn để lấy xong rồi lúc mình lấy. Rất cơm. Ở đâu? Ở thịt heo. Thịt heo. Thịt heo. Em khó lắm chà. Đây là Nguyễn Đăng Đặc Nhiệm. Sợ quá.